thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang có hai dự án giao thông đường bộ đang được triển khai xây dựng trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2024. Đó là dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Phúc Chu và dự án mở rộng đường tỉnh 972 kết nối từ trung tâm thành phố Hà Tiên ra khu du lịch Bủi Nai. Trong video hôm nay, tôi sẽ cập nhật hình ảnh nhà thầu Trường Phát đang thi công đường Nguyễn Phúc Chu. Đây là một đoạn của đường quốc lộ 80 tại trung tâm thành phố Hà Tiên. Nhìn trên bản đồ, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Phúc Chu có điểm đầu tại công viên tượng đài Mạc Cửu, phường Tô Châu, điểm cuối tại nút giao đường Phương Thành ở địa phận phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, chiều dài nâng cấp mở rộng 2,3 km. Trên màn hình các bạn đang xem, đây là nút giao thông ở công viên tượng đài Mạc Cửu. Vị trí nút giao thông này gồm có đường quốc lộ 80, đường 2 tháng 9. Theo quy hoạch đến năm 2030, ở vị trí này sẽ xây dựng thêm một trục đường 6 làn xe từ khu vực phía ngoài biển xã Thuận Yên của thành phố Hà Tiên kết nối vào nút giao thông này. Nhà thầu đang triển khai xây dựng sẵn vóc dáng của các nhánh đường. Đây là một nút giao thông lớn trước khi đi vào trung tâm thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Còn điểm đầu cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu nằm ở khu vực ngã ba Cây Bàng, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên. Sau này sẽ có hai tuyến đường quốc lộ 80 và trục đường 6 làn xe dẫn vào trung tâm thành phố Hà Tiên. Đường quốc lộ 80 kết nối đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, dự kiến trong tương lai sẽ mở rộng đồng bộ 6 làn xe từ trung tâm thành phố Hà Tiên đến cửa khẩu. Trong năm 2023, tôi có đi Campuchia, cũng nhìn thấy đường quốc lộ của nước bạn Campuchia đang được mở rộng, kết nối đến cửa khẩu Hà Tiên của Việt Nam. Đường Nguyễn Phúc Chu này có một nút giao thông lớn kết nối với đường tỉnh 972. Hệ thống giao thông của thành phố Hà Tiên đang xây dựng mở rộng kết nối thông suốt đến khu du lịch Mũi Nai và đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Các bạn đang xem, đây là một đoạn đường vị trí gần cổng chính khu đô thị mới Hà Tiên. Nhà thầu vẫn chưa hoàn thiện tuyến đường vì đang vướng mặt bằng một số hộ dân. Hai bên tuyến đường ở đoạn này tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn và trụ sở ngân hàng như Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Bản Việt. Dự kiến cuối năm 2024, đường Nguyễn Phúc Chu sẽ hoàn thành toàn bộ dự án nâng cấp mở rộng. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn xem tiếp tục hình ảnh mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Phúc Chu, thành phố Hà Tiên.